人生就像一个谜，难猜谜的底，想的是心交心，怎知道背对背你懂我心。人生就是一个谜，是谜就有底，昨天还手挽手，今天已面对面没了言语。说好不流泪，泪在心上滴，说好不流泪，其实并不容易。天注定，注定让我与遇上你，再累也愿意。说好不流泪，沉默在心最细，说好不流泪，其实也容易。天注定，注定让我与遇上你，再累也愿意。说好不流泪，沉默在心最细，说好不流泪，其实也容易。天注定，注定让我与遇上你，再累也愿意。爱无所畏惧。bộ phim Hứa không được khóc. Tập 20. Có thể Phong Manh làm Tiêu Binh đập ruồi rồi đó. Dù sao cũng nhàn rỗi quá. Thời kỳ đầu lập nghiệp có hơi khó khăn, đừng sốt ruột. Anh đẹp trai, tới rồi hả? Cô chưa đi làm sao? Yên tâm đi, tôi sẽ làm cho anh ấy bộc phát cơn giận ra. Giao cho cô đó, Lãnh Kiếm, tôi đi đây. Bye bye, bye bye. Cô không đi làm hả? Tới đây làm gì? Tới thăm anh có nhớ tôi không? Nhớ, nhớ sắp nhớ không nổi luôn. Có nghĩa là anh rất nhớ tôi. Nào, cái này tặng cho anh. Chúc mừng anh lập nghiệp. Gì đây? Mở ra xem đi. Ấm tử sa. Đúng đó. Cái này phải mấy ngàn đó. Cô phí tiền làm gì chứ? Ai phí chứ? Tôi nói anh biết, ấm tử sa này đặc biệt thịnh hành. Nó không những giữ giá mà còn tăng giá nữa. Sau này tôi sẽ tặng anh thêm mấy con chim nữa. Rảnh rỗi thì ngồi trong sân uống chút trà, ngắm mấy con chim. Có việc thì anh ra ngoài bàn chuyện làm ăn, lái xe gì đó. Không có việc thì chơi với mấy con chim. Tôi nói anh biết, người có được ấm này là đại gia Trung Quốc đó. Cô từng thấy đại gia Trung Quốc nào nghèo kiết xác như vậy chưa? Từ lúc nào anh trở nên thế tục vậy hả? Anh đừng quên, anh là lãnh đại hiệp trang đầy hiệp nghĩa, thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, biệt danh hắc diện lãnh hổ, lãnh đại gia. Cô đang tấu hài hả? Ai nói tôi tấu hài? Lời tôi nói là lời bình của ông Đơn Điền Phương. Không mắc cười sao? Cô là học sinh hả? Đi học vẽ tranh sao? Sắp thi rồi. Tối qua bị trẹo chân, sáng nay lại dậy muộn. Đúng là quả vô đơn chí mà. Theo cách nói của mẹ tôi, là việc của mình mà không cẩn thận. Yên tâm đi, tôi đi đường tắt, bảo đảm sẽ không muộn đâu. Thật sao? Cô cứ đợi xem đi. Ông chủ, tôi theo anh 2 năm rồi. Tôi trung thành với anh nhìn không ra sao? Tôi giống người uống sai thì miệng đầy khói lửa sao? Đúng đúng đúng, không phải. Không không không, để tôi. Hôm nay uống sai tới mức mụ mị luôn, anh hôn một cái được không? Người anh em, tôi đã đặt nhà hàng rồi.
Đi, chúng ta đi uống một chút đi. Hôm nay không được rồi. Có hẹn với người lái thay. Đang yên, đang lành, sao phải tìm người lái thay? Thì giúp bạn bè mà, chút nữa tôi còn phải giả bộ. Đánh bành bị trẹo lưng nữa, còn phải dậy nữa hả? Được rồi, đi trước đây. Hẹn gặp lại, được, hẹn gặp lại. Được rồi. Anh à, anh gọi tôi hả? Tôi là tài xế lái thay. Anh là tài xế lãnh. Đúng. Nếu lưng của anh không sao thì anh tự lái xe về đi, tôi đi trước đây. Anh xem, vốn gì tính giúp mà lại gây ra chuyện rồi. Không sao. Sau này biết ăn nói sao với lãnh sang đây. Anh không nói, tôi cũng không nói, thì làm sao nó biết được? Vậy chúng ta nói rồi nha. Trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết, không ai được nói hết. Được, lần sau tìm tài xế lái thay, tôi sẽ tìm anh. Tôi tên Hải Tân. Cảm ơn anh nhiều. Được, cảm ơn. Tôi đi trước đây. Tạm biệt anh lãnh. Tạm biệt. Về rồi hả? Làm gì mà nhìn em như vậy hả? Đặc biệt ra đón em sao? Làm gì tới mức đó? Xảy ra chuyện gì mà em không biết sao? Xảy ra chuyện gì? Em làm mất đồ của anh rồi. Mất đồ gì? Thể diện. Anh sao vậy? Vậy cô gái vẽ tranh là các người tìm cho tôi hả? Hoàng Đầu Đầu cũng là các người gọi tới tấu hài cho tôi vui. Tôi xin lỗi. Đây là ý của tôi, anh đừng trách lãnh sang. Ý của cô hay của nó thì có khác gì đâu. Tôi biết hai người muốn tốt cho tôi, sợ tôi sốt ruột tìm việc làm. Tôi không yếu đuối như hai người nghĩ đâu. Yên tâm đi, tôi rất ổn. Công việc của tôi cũng càng lúc càng tốt hơn. Xem kìa. Alo, anh à, tôi là Hải Tân. Tối nay bạn tôi đi xã giao, muốn tìm tài xế lái thay. Anh có rảnh không? Có. Nhưng địa điểm ở Thuận Nghĩa có hơi xa. Không xa, có xa cũng không xa tới Bắc Kinh đúng không? Hơn nữa, xa chút cũng có lợi cho tôi. Càng xa tôi càng kiếm được nhiều tiền. Tôi sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại cho anh. Được, cảm ơn anh. Tạm biệt. Nhìn thấy chưa? Mới nói đã có người gọi rồi. Nhưng cũng phải cảm ơn hai người. Người vừa mới gọi điện là người bạn tên Hải Tân. Tôi nghe thấy anh ta nói chuyện với bạn, mới biết là trò của hai người bày ra. Nói như vậy, cái trò của mình cũng có tác dụng đúng không? Nếu không hồi nãy anh cảm ơn hai người làm gì? Phục vụ, cho tôi một ly nữa đi. Ông chủ, tôi là tài xế lái thay. Nhà anh ở số mấy đường Lâm Phong vậy? Đúng, đường Lâm Phong. Đi. Anh nói cho tôi biết số mấy đi chứ. Ông chủ, tới đường Lâm Phong rồi, số nhà mấy vậy? Ông chủ, sai tới mức này luôn. Được rồi, ông chủ, vậy anh ngủ một chút đi. Giờ tôi kêu anh dậy anh càng khó chịu hơn. Tôi xuống xe hít thở chút đây. Mà rõ.
khi nào có một ô cửa sổ thuộc về mình đây? Ông chủ, ông chủ, tôi gọi điện cho bạn anh nha. Muộn như vậy biết gọi cho ai đây? Ông chủ, tôi mở ví của anh tìm danh thiếp để lấy địa chỉ, đưa anh về nhà nha. Sao lại mang nhiều tiền quá vậy? Không có địa chỉ nhà. Lạnh kiếm. Cái tên nghe hoài lắm. Thật ngại quá, tôi ngủ quên mất. Người nên nói ngại là tôi mới đúng. Để cậu phải ngủ trong xe suốt đêm với tôi. Cảm ơn cậu nhiều. Nghe anh nói kìa, ngủ đâu cũng là ngủ mà. Hơn nữa xe của anh cũng rất thoải mái. Biết nói chuyện lắm. Mấy ngày rồi tôi không có ngủ. Hôm qua uống chút rượu nên ngủ say mất. Ngủ rất ngon. Hèn gì gọi mãi mà anh không dậy. Phải rồi, cái này cho cậu. Sau này tôi sẽ kêu cậu lái thay nữa. Không cần nhiều như vậy đâu. Tính theo km là 120 đồng thôi. 120 đồng cái gì? Nhận đi. Không được không được, nhiều quá rồi. Có phải cậu tên Lãnh Kiếm không? Đúng vậy. Cái tên nghe rất ngầu, nhưng tính cách thì trái ngược. Đừng do dự nữa, tôi theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, thu phí để xe qua đêm đó. Anh nói chuyện hài hước thật, nhưng thật sự tôi không thể nhận nhiều tiền như vậy được. Không cần thật hả? Sau này anh kiếm tôi thêm vài lần nữa thì được. Được, sau này tôi sẽ nhờ cậu. Cảm ơn. Chìa khóa của anh đây. Cảm ơn. Phòng tranh làng Lipo. Diên Trân, sao anh lại tới đây? Tôi mang chút mơ rừng cho cô. Hôm nay tôi lái xe tới Hoài Dương, người ta đang hái trên núi, còn tươi lắm. Để Thiên Hữu với Lãnh Sang ăn đi. Tôi có để phần cho họ rồi. Cái này mới rửa đó, cô mau ăn thử đi. Lâu rồi không thấy mơ rừng. Ngọt lắm. Vậy cô làm việc đi, tôi đi đây. Nào, uống nước đi. Sao hai người còn chưa ngủ hả? Đợi anh đó. Đợi anh làm gì? Ngày mai còn phải đi làm mà. Mau đi ngủ đi. Chúng tôi không ngủ được nên nói chuyện. Hai tụi em tưởng anh lại qua đêm trên xe nữa. Xích chút đó. Chú xe đó sai bét nhẹ. Đứng cũng đứng không vững. Anh phải cõng về đó. Anh cõng người ta về.
Chưa hết, về tới nhà còn quên thanh toán tiền cho anh nữa. Nhưng mọi người đoán đi, anh ta cứ mơ mơ màng màng, móc cái cuốn đen đen ra, nhét vào tay anh, kêu anh tự lấy đi, sau đó thì ngủ mất tiêu. Anh mở ra xem, làm gì có ví tiền, là một quyển nhật ký. Sau đó thì sao? Sau đó tôi đưa anh ấy vào phòng ngủ, cởi quần áo của anh ta ra rồi đắp mền. Tối cuối cùng, vị đại gia đó cũng không tỉnh. Lòng người lớn thật đó, còn không biết lấy thêm tiền nữa. Đã sai tới mức, nhật ký với ví tiền cũng không phân biệt được luôn. Mai mà gặp anh, chứ gặp người có tâm lý phạm tội thì nguy hiểm lắm. Anh, qua chuyện em nhắc nhở anh một chuyện. Sau này nếu anh mở công ty lái xe thay, về mặt dùng người anh phải cẩn thận. Người nào vào cũng phải có người bảo lãnh. Nếu đâu tuyển phải người không ra gì, tiền án tiền sự gì đó thì anh sẽ gánh hết, biết chưa? Em nghĩ xa xôi quá rồi. Mở công ty, không biết năm nào tháng nào nữa, cũng khó nói lắm. Nói không chừng từ hôm nay trở đi, công việc của anh làm ăn khấm khá, vậy thì chỉ đợi mở công ty nữa thôi. Nói hay lắm. Em thấy mọi chuyện có khởi sắc rồi, cho nên chúng ta chúc mừng đi. Khui chai rượu đỏ. Được đó. Không được, trong nhà đâu có rượu. Muốn uống không? Trong nhà đó có. Nhà nào hả? Biết rõ rồi còn hỏi nữa. Chỗ Ngô Đại Duy hả? Ra vào tự do quá ha. Lãnh kiếm, xính lễ còn chưa nhận, anh đừng có đồng ý nha. Cô nói đúng. Ghét quá. Rốt cuộc có uống không đây? Uống. Mau đi lấy đi. Đợi chút nha. Anh vẫn còn chưa nói. Cuối cùng anh có lấy được tiền không? Không sao. Ngày mai tôi gọi cho anh ta, tới công ty lấy cũng được. Nếu anh ta quỵt thì anh nói với tôi, tôi gọi điện mắng anh ta, bắt anh ta trả gấp đôi. Tôi nghi ngờ cô có biết mắng không vậy. Sao có thể không chứ? Lúc chúng tôi học trung học, tôi với Lãnh Sang còn cãi nhau với nam sinh nữa. Chúng ta mắng người ta không ít đâu. Thật hay giả vậy? Không tưởng tượng ra được bộ dạng mắng người của cô đó. Thái Vịnh Hào, sao anh còn chưa nấu cơm đi? Ngày nào anh cũng lo chăm sóc mấy cái cây dớ dẫn đó. Em quan trọng hay nó quan trọng đây? Để em nói thì đã muộn rồi. Anh đã làm xong từ sớm rồi. Có món trứng chiên một mặn mà em thích, với lại thịt ba rọi, để ở trong bếp đó. Em vào ăn đi. Ăn cơm thôi. Thiên Hữu, mà gọi cô ra ăn cơm đi. Tới đây, tới đây. Không biết giờ Dương Hạo đang làm gì nữa. Thằng nhóc này suy nghĩ nhiều quá. Đừng lo, lớn như vậy rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Em giao nhiệm vụ cho Đại Duy, trên đó có địa chỉ nhà của đứa bé và địa chỉ trường học. Công việc này đủ để anh làm hết một học kỳ. Cảm ơn Đại Duy giùm anh nha. Em rể giúp anh vợ là chuyện tất nhiên mà. Diên Trần nói đúng đó, không cần cảm ơn đâu. Tiêu em rồi. Sao vậy? Sao vậy? Anh tự xem đi. Gì vậy? Đây. Đây là thật sao? Anh sắp làm ba rồi. Tôi sắp làm ba rồi.
Tôi sắp làm ba rồi. Em sao vậy? Nào nào nào, ngồi xuống, ngồi ở đây đi. Từ từ, từ từ, từ từ, em muốn ăn gì anh nấu cho em? Ngọt hả? Hay mặn? Không cần, không cần, em không muốn ăn gì hết. Anh hầm canh cho em, không cần. Em muốn ăn cái gì? Muốn làm gì hả? Em không muốn làm cái gì hết. Làm gì mà phản ứng mạnh quá vậy? Được rồi, chúng ta đi bệnh viện đi được không? Nào nào nào, đi thôi. Em còn chưa thay đồ mà. Cảm ơn bác sĩ. Ở đâu vậy? Em đâu có thấy cái gì đâu. Ở đây nè, giống như hạt trân châu vậy. Nhìn thấy chưa? Trời ơi, lẽ nào em sắp thành con trai rồi? Con trai đẹp nhất thiên hạ. Tiêu rồi, em sắp mập giống con heo rồi. Không đâu. Hơn nữa, dù em có mập như hà mã, cũng là cục cưng của anh, đúng không? Đầu đầu, nghe anh nói đi, đầu đầu. Nghe anh nói, trong sách nói, thai phụ chỉ có lúc sắp sinh mới bị đau thôi, cho nên em đừng lo lắng quá. Em xem, em xem, em xem nè. Bệnh viện An Trinh. Bởi mới nói là mẹ vĩ đại biết bao nhiêu, tình mẹ sâu như biển. Phải rồi, không phải em nói muốn mua xe sao? Hôm nay chúng ta đi mua đi. Xe Việt giả, em thích kiểu đó mà. Màu cam thì sao? Quá nổi hả? Được, màu trắng. Màu trắng có hơi bình thường, đúng không? Màu xanh, cảm giác tươi mới trong lành được không? Sau này mới tính đi, em đói rồi. Được, 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 chúng ta đi ăn cơm. Và em là người quan trọng nhất trong thiên hạ, em muốn ăn gì? Tùy anh. Vậy chúng ta đi ăn đại một bữa hoành tráng đi. Lãnh Sang, ra đây đi. Đầu đầu tới rồi hả? Viên Trân đâu? Ở phòng tranh. Còn anh đẹp trai? Đứa nhỏ thì đi học, đứa lớn tôi không biết. Tôi có thai rồi. Cô nói cái gì? Tôi có thai rồi. Thật sao? Cưng ơi, cưng tuyệt quá. Cô biết không, cô là người đầu tiên có thai trong số ba người chúng ta đó. Cô giỏi quá. Đừng ngồi ở đây, đứng lên đi, đứng lên đi. Chỗ này cứng lắm, ngồi bên này. Sao vẻ mặt của cô giống y chang Thái Vĩnh Hào vậy? Ngay cả ôm tôi cũng giống. Buông ra đi. Sao người nào người nấy biết tôi có thai thì cứ như trúng 50 triệu vậy? Ngốc quá đi. Cô đừng lấy tiền ra mà so sánh. Không so được đâu. Tôi không muốn có con. Tôi không muốn làm mẹ. Cô không muốn có con vậy thì có thai làm gì? Là tôi muốn mang sao? Đều tại Thái Vĩnh Hào hết. Nói gì mà kỳ an toàn. An toàn con khỉ chứ an toàn. Đậu đậu, đứa bé này là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho cô. Nó đã tới thì cô đón nhận đi. Tôi không muốn. Tôi còn chưa mặc đủ váy ren thì đã mặc đồ bầu rồi. Không muốn. Cô vì chuyện này hả? Vậy thì đơn giản thôi. Tôi sẽ tìm thợ may dùng vải ren may đầm bầu cho cô, không phải được rồi sao? Cười cười cười. Cô biết giờ tim tôi đang chảy máu không? Theo tôi thấy, cô căng thẳng quá thôi. Nào, dựa vào đây, thả lỏng một chút đi. Lãnh Sang, tôi thực sự không muốn có đứa bé này. Cô nói tôi phải làm sao đây? Ngốc quá đi.
Làm gì mà kích động vậy? Tôi nói cho cô biết, mỗi một phụ nữ đều cần phải làm mẹ hết. Làm mẹ mới là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Nếu không cần con, thì con từ đâu ra hả? Lẽ nào từ dưới đất mọc lên? Cô nghĩ xem có phải không? Tôi mặc kệ nó từ đâu ra. Tóm lại, tôi không muốn sinh. Được rồi, đừng có nóng. Cứ từ từ suy nghĩ đi. Tôi không có rảnh nói chuyện với cô. Tôi phải đi làm nữa. Để về tôi nói tỉ mỉ cho cô nghe. Cô ở đây đừng đi đâu hết. Tôi kêu anh tôi đưa cô về nhà, được không? Ăn uống gì cứ tự nhiên, tôi đi đây. Tôi không muốn ở một mình, tôi đi với cô. Được. Cô xem tôi là chồng của cô hả? Tôi là thai phụ. Cô thật biết nhõng nhẽo mà. Giờ mới chịu nhận mình là thai phụ. Được, thai phụ à, chúng ta khởi giá thôi. Dạ mời. Nhanh lên. Đợi chút, từ từ đừng vội. Nhanh lên ông xã. Nhanh. Từ từ. Cảm ơn nhiều. Ngoan. Được rồi, con yêu, đi thôi. Nó nhỏ quá, cô đi lầu mấy. Cảm ơn. Chúng tôi tới lầu 29. Sao vậy? Ba nó à, anh xem thử có phải con ị không? Con yêu, đừng khóc nữa con ơi. Màu đẹp lắm. Con yêu, xấu quá đi. Đang ở trong thang máy mà ị. Tôi xin lỗi. Cô uống từ từ thôi, không lại ói ra nữa. Không phải cô nói chung cư kiểu khách sạn này là khu có tố chất cao hả? Thang máy cũng biến thành toilet. Như vậy làm sao giới thiệu với khách hàng? Tôi làm sao biết có tình huống này đâu. Hơn nữa cô phản ứng cũng hơi quá rồi. Người làm hỏng việc là cô đó. Tôi sao hả? Tôi quyết định rồi, tôi lấy căn ở đây. Ai lúc nhỏ mà không vậy? Ăn rồi ị, ị rồi ăn. Giờ tôi cũng mang thai được 7 tháng rồi. Đúng lúc có hàng xóm dạy cô ấy kinh nghiệm làm mẹ. Đúng vậy. Hơn nữa ở gần nhau thì hai mẹ có thể trao đổi với nhau đúng không? Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu anh đã quyết định rồi thì tôi gọi điện cho chủ nhà. Chúng ta tới công ty ký hợp đồng. Được. Đúng phần may mắn. Tôi không muốn về nhà. Tôi tới nhà các người. Không được. Tới chỗ tôi làm gì? Khiêu khích Diên Trân hả? Hơn nữa, lão Thái nhà cô sẽ lo lắng lắm. Tôi đã nói cô đừng kêu lão Thái mà. Vậy tôi gọi là gì? Đã quen rồi hiểu không? Vậy cũng không được. Tôi nghe cứ như rau củ gì đó vậy. Cô gọi anh ấy là Vĩnh Hào. Hoặc là gọi thẳng tên Thái Vĩnh Hào đi. Vĩnh Hào nghe chua quá. Thái Vĩnh Hào nghe xa lạ quá. Vĩnh Hào nhà mấy người không phải mua xe cho cô rồi sao? Tôi không cần. Tại sao vậy? Xe đó mua không phải cho tôi, mà là mua cho đồ nhỏ trong bụng tôi nè. Nên tôi không cần. Làm eo. Xin chào. Tôi là Lãnh Kiếm. Được, tôi sẽ đi ngay đây. Cơm canh để trong bếp. Cảm ơn cô. Dạ, mời anh. Thì ra là anh hả? Ông chủ Âu. Mấy ngày không gặp rồi. Dạ. Nào, ngồi. Nếu anh đang tiếp khách thì tôi ở dưới đầy anh cũng được. Không phải là như vậy. Tôi là người Giang Tô.
Tôi tới Bắc Kinh hơn 10 năm rồi. Lúc mới bắt đầu, chịu rất nhiều cực khổ. Mấy năm gần đây, mới từ từ có khởi sắc. Tôi... thật ngại quá. Lạc đề rồi. Nói chuyện chính đi. Nhà tôi có nhiều anh chị em, bà con bạn bè cũng nhiều. Cộng thêm tôi thích quen biết bạn bè, cho nên nhà tôi ở Bắc Kinh trở thành nơi đóng đô làm việc của họ. Mỗi lần họ tới muốn xem cái quốc kỳ nhất, nên Trường Thành nhất định phải đi. Đúng, đó là biểu tượng của Bắc Kinh mà. Mỗi lần tôi đi Trường Thành với họ, tôi phải leo lên cao. Không giấu gì cậu, chỉ mới nửa năm thôi, tôi đã đi Trường Thành tới 6 lần. Tục ngữ nói, không đến Trường Thành phi hảo hán. Tính ra một năm, anh đi từ 8 đến 10 lần, thì anh là hảo hán trong hảo hán rồi. Biết nói lắm. Hôm nay tôi tìm cậu, không phải kêu cậu lái thay tôi, mà là cho bà con của tôi. Hơn nữa, không phải lái một lần, mà là 3 ngày liên tiếp. Cậu lái xe của tôi, đưa họ đi Bát Đạt Lĩnh, Thập Tam Lăng, Cố Cung, Viên Minh Viên với mấy địa điểm khác nữa. Cậu cứ liệu mà sắp xếp. Anh yên tâm, bà con bạn bè của anh cứ giao cho tôi đi. Tôi lái xe, làm hướng dẫn viên, tôi bao hết. Đảm bảo họ tới Bắc Kinh chơi thật là vui. Nào, lấy dưa hấu làm rượu, chút sự nghiệp của anh ăn nên làm ra. Cạn ly. Cảm ơn. Ngọt quá. Anh nhận nhiều công việc vậy, chắc sẽ bận lắm. Hai hôm nay là cuối tuần, nên cũng tạm. Nếu là mấy ngày trong tuần phải đưa đón con thì có thể hơi... Nên anh mời chúng tôi ăn dưa hấu là gài bẫy chúng tôi. Mặt ba đỏ lên rồi. Anh, thứ hai không được đâu, em có việc. Chuyện này anh nhờ Diên Trân đi. Nhưng nếu anh nhờ Diên Trân giúp, thì một trái dưa hấu như vậy em thấy không đủ đâu, đúng không? Không được ăn hiếp ba của con. Đây mà là ăn hiếp hả? Không thành vấn đề, tôi có thời gian. Cảm ơn cô Diên Trân. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vạn tuế. Nhìn bên kia kìa. Tôi nghe nói Bắc Kinh có 8 phố cổ, là cái nào vậy anh? Tôi nghe nói Bắc Kinh có một ngôi chùa cầu nhân duyên rất linh. Có phải có quán trà mở dưới chân Hoàng Thành không? Hình như vậy. Vậy đi. Hôm nay tôi dẫn mọi người tới mấy con phố cổ để dạo, để mấy người kéo xe chở mọi người đi vô mấy con hẻm nhỏ đó. Nghe họ kể chuyện văn hóa của người Bắc Kinh xưa. Được. Làm gì mà nghiêm túc vậy? Hội phụ huynh lại đưa thêm bài tập hả? Không phải. Hôm nay tôi mới phát hiện, tôi không biết gì về cuộc sống thành thị hết. Mất mặt quá đi. Hôm nay họ hỏi gì tôi cũng không biết, nên tôi phải bổ sung kiến thức. Vào trong đi, tôi dạy anh. Thật hả? Anh xem, muốn tìm hiểu về một thành phố một cách nhanh nhất, thì phải biết cách lên mạng. Sau đó tìm những nơi anh muốn biết, kết hợp với bản đồ 3D, rồi bản đồ thực tế, anh xem. Cảm giác như anh đang đứng ở đó vậy, coi như thành công một nửa rồi. Nào, thử đi. Được, tìm nơi này trước. Đúng rồi, anh xem, toàn bộ bản đồ đã hiện ra rồi. Đúng là rất cụ thể, đúng vậy. Có thể xoay nữa. Có phải rất tiện không? Anh xem, ở đây còn nhiều địa điểm lắm. Anh cứ gõ vào, xem mình muốn đi đâu, nó sẽ hiện ra hết. Bắc Kinh để lại ấn tượng nhất với người nước ngoài là món vịt quay bán rất đắt khách. Tên món ăn trong tiệm cũng rất lạ. Nói chuyện thì kéo dài âm, nghe không lẫn đi đâu được. Còn nữa, đình viện hoàng gia, rồi quán ba nhà hàng, nó được mệnh danh là Bát Đại Quái. Bát Đại Quái là gì vậy? Bát Đại Quái là chỉ cùng bất phách,
thố lịch cao, hàng mạc tử, bồn đầu trọc, điền lưu manh, tú tôn tử, tý ông tử và thường gốc tử, bác đại nghệ nhân, năm xưa bác nghệ ở Thiên Kiều. Thật không ngờ một tài xế lại am hiểu văn hóa như vậy. Am hiểu gì đâu ạ? Đây là một đặc điểm của người Bắc Kinh thôi, đâu có gì đâu. Như vậy biết đường nói chuyện với người yêu thích Bắc Kinh chứ. Vậy anh có biết hát kinh kịch không? Kinh kịch thì tôi không rành. Hay là tôi hát cho cô nghe một bài hát thịnh hành hiện nay đi. Được đó, được đó. Nào nào nào, vỗ tay cổ vũ đi. Tôi sẽ hát cho mọi người nghe bài Cây cầu Bắc Kinh của thầy Thái Quốc Khánh nha. Được. Mấy hôm nay, mọi người đã thưởng thức sự vĩ đại của Thiên An Môn, sự hùng vĩ của Cố Cung, sự tráng lệ của Thiên Đàng, kỳ tích của Trường Thành, sự diễm lệ của Di Hòa Viên và sự thần bí của Thập Tam Lăng rồi. Chúng ta còn đi dạo Tây Đơn, đi xuyên qua Đông Đơn, cổ điển hiện đại đều đã thể nghiệm hết. Cuối cùng, tôi xin chúc mọi người gia đình thuận trị, cuộc sống khang hy, nhân phẩm ung chính, sự nghiệp càng long, vạn sự gia khánh, tiền đồ thủ quan, tài phú hàm phong, nội ngoại đồng trị, thiên thu quang tự. Hay! Nếu em sinh trước mùa xuân, thì chắc là bé rồng rồi. Đúng là chọn ngày không bằng đụng ngày. Tốt quá rồi. Thái gia chúng ta có thể có rồng cuốn hổ chồn, rồng mang may mắn. Con chó đáng yêu quá đi. Em làm gì vậy? Con chó nhà cô đáng yêu quá. Ông xã, hay là chúng ta cũng nuôi một con chó đi. Mình nuôi loại chó lớn hay là loại chó nhỏ? Bác sĩ nói sao em quên rồi hả? Đông động vật dễ dẫn đến dị ứng cho thai phụ. Ai nói dị ứng hả? Mèo, chó, thỏ, heo Hà Lan em từng nuôi hết rồi. Đó giờ em không có bị dị ứng. Đó là chuyện lúc nào hả? Giờ tình trạng của em đặc biệt. Mèo gì đó có bệnh phát ban, chó có bệnh cúm, viêm đường ruột, bệnh lỵ, tiêu chảy. Trên người động vật có mầm móng vi khuẩn lây bệnh. Em biết không hả? Giờ em có thai rồi, là lúc sức đề kháng kém nhất. Anh sắp thành bác sĩ Thái rồi. Tất nhiên rồi. Giờ mỗi ngày anh đọc sách y tới 8 tiếng đồng hồ. Đến lúc con chúng ta được 3 tuổi, anh sẽ trở thành một chuyên gia khoa nhi. Thái Vĩnh Hào, từ sáng tới tối anh chỉ con trai, con trai, con trai. Anh với em không còn đề tài gì khác sao? Em cẩn thận, em nhạy cảm quá rồi. Đau bụng hả? Không sao, không sao. Em đau bụng hả? Không sao, không sao. Em cảm thấy sao hả? Có phải đau bụng không? Thái Vĩnh Hào, anh đừng hốt hoảng như vậy được không? Em đừng nóng, đừng nóng. Hít thở sâu, làm theo anh. Em hít thở sâu làm cái gì? Thái Vĩnh Hào, em đề nghị anh tới bệnh viện siêu âm não đi. Trên đó nhất định sẽ viết con trai là tất cả. Đầu đầu có thai bao lâu rồi? Hơn 2 tháng rồi. Họ đã là vợ chồng. Có thai cũng là chuyện bình thường. Cô không cần giấu tôi đâu. Đây là chuyện vui mà. Diên Trân, cô không hận lão Thái với đậu đậu thật hả? Muốn hận lắm, nhưng không biết phải làm sao hết. Chắc là hận không nổi. Đó là bởi vì cô quá hiền lành. Trước đó có suy nghĩ tiêu cực không thoát ra được. Dạo gần đây tôi luôn hỏi bản thân mình. Tôi luôn chỉ trách Thái Vĩnh Hào không yêu tôi nhiều. Vậy tình yêu tôi đối với anh ấy tới mức độ nào hả? Thật lòng yêu một người là nên bao dung tất cả với anh ấy. Mà tôi có bao dung anh ấy không?
Ngay cả phối cà vạt cho anh ấy, tôi cũng chỉ cho có. Chỉ cần không vừa ý tôi thì tôi lập tức đổi sang màu mà tôi thích. Anh ấy thích làm việc ban đêm. Anh ấy cảm thấy ban đêm làm việc hiệu quả hơn. Nhưng tôi cảm thấy như vậy không tốt cho sức khỏe. Tôi ép anh ấy phải đi ngủ trước 11 giờ. Anh ấy thường đợi tôi đi ngủ mới lén chạy tới phòng làm việc. Tóm lại có nhiều hành vi của anh ấy, tôi cảm thấy không đúng, không khỏe mạnh, không chính xác. 7 năm rồi. 7 năm rồi. Đó giờ tôi chưa từng bao dung anh ấy. Ngược lại, là anh ấy nhẫn nhịn tôi. Cô nói, làm sao tôi hận anh ấy cho nổi. Còn về Đậu Đậu, cô ấy chẳng qua là một con bé 20 mấy tuổi, dám yêu dám hận. Lại là bạn bè quen nhau hơn 3 năm trời. Đối với cô ấy, tôi không có hận, chỉ có ghen tị thôi. Thật không ngờ, không ngờ cô có thể nghĩ thoáng như vậy. Có thể nghĩ thoáng hay không thì sao? Chúng ta ghen tị với người mẫu, giảm cân rồi cũng không có được thân hình lý tưởng đâu. Cô nói như vậy, tự nhiên thấy tôi nhỏ nhen quá. Không phải cô nhỏ nhen, mà tại chúng ta thân nhau quá. Cô với Đại Duy sao rồi? Cũng tạm. Cảm thấy có thể đi tới kết hôn không? Nắm chắc kế hoạch tạo người đi. Cô biết không? Tôi với Ngô Đại Duy ở bên nhau giống như... Nói sao ta? Giống như lúc tôi có thành tích nghiệp vụ không tốt vậy, gặp phải địa chủ giàu có mua nhà. Cô biết cảm giác đó mà. Y chang đụng phải phân chó. Phân chó cũng là ông trời an bài. Ông trời an bài đúng thời gian, đúng địa điểm để cô gặp anh ấy đó. Đụng tới đụng lui. Tôi không tin may mắn sẽ thuộc về dịch con xấu xí như tôi đâu. Thank you.
再爱你几回，你不流泪，就请我来。